Xin chào các bạn. Khi chúng ta đi mua bóng đèn về sử dụng trong gia đình hoặc là trang trí cho quán hay là sử dụng trong công ty, trên thị trường có rất là nhiều loại bóng đèn, thường thì chia thành 4 nhóm. Có loại thì không ảnh hưởng đến mắt, ánh sáng dịu nhưng nó tốn điện nhiều. Còn có loại thì ảnh hưởng đến mắt. Còn có loại thì mẫu mã nhiều, màu sắc đẹp nhưng giá thành lại cao. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn các loại bóng đèn thông dụng trên thị trường. Mời các bạn quan sát nha. Đầu tiên là bóng đèn sợi đốt, còn gọi là bóng đèn dây tóc. Cấu tạo là ở phía ngoài này một lớp thủy tinh nè, còn ở trong là có cái sợi dây tóc. Khi dòng điện chạy qua thì nó sẽ phát sáng lên. Ưu điểm của cái loại bóng đèn này thì giá tiền nó rẻ, nó cho ánh sáng tự nhiên, duy trì ánh sáng liên tục, không có bị ngắt quãng như là bóng đèn huỳnh quang, ít gây ra hại mắt. Cho nên trên đèn bàn học chúng ta nên sử dụng loại bóng đèn này. Còn nhược điểm của nó thì nó rất là tốn điện. 90% nó chuyển thành nhiệt năng, là nó tỏa nhiệt ra xung quanh. Chỉ có 10% là chuyển thành quang năng. Khi chúng ta đốt một thời gian thì nó sẽ nóng lên và nó gây ra khó chịu. Nhược điểm nữa là cái độ bền nó rất là thấp. Khi chúng ta sử dụng nó nóng cái sợi tóc lên, chỉ cần đụng nhẹ vào là nó sẽ đứt cái sợi tóc và bóng đèn nó đã hư rồi. Cho nên nhà sản xuất dần dần người ta chuyển qua bóng đèn huỳnh quang thì nó có độ bền cao hơn. Và thứ hai là bóng đèn huỳnh quang các bạn nhé. Cái bóng đèn huỳnh quang đầu tiên thì nó ra cái loại mét 2 và 6 tấc, nó có cái độ dài như thế này nè. Đi kèm theo với lại tắc te và chấn lưu nữa, và ánh sáng phát ra là tia cực tím, rồi dần dần chuyển thành cải tiến thành cái bóng đèn như thế này, cũng gọi là huỳnh quang nhưng có tên gọi là bóng đèn compact nè. Nó làm cho nó gọn lại ha. Ưu điểm của cái loại bóng đèn này thì hiệu suất cao, tuổi thọ nó cao hơn bóng đèn sợi tóc. Tiết kiệm năng lượng, tại vì nó chuyển qua điện năng nhiều hơn là nhiệt năng. Nó chuyển thành quang năng nhiều hơn là nhiệt năng. Chúng ta có thể sử dụng cái bóng đèn huỳnh quang 1m2 hoặc là 6 tấc, hay là sử dụng cái bóng đèn compact này nè. Và cái nhược điểm của nó thì ảnh hưởng đến mắt, tại vì cái dòng sáng nó không có liên tục được, nó hay đảo qua đảo lại, nó bị nháy mắt. Ví dụ như ánh mắt thường chúng ta thì không có thấy được, nhưng khi các bạn rọi điện thoại á, quay điện thoại á, thì nó sẽ có độ chớp chớp. Ánh sáng của cái bóng đèn huỳnh quang 1m2 các bạn thấy nó nhấp nháy không? Nó sáng không có liên tục ha, cho nên nó gây ra ảnh hưởng đến mắt. Mắt thường chúng ta nhìn thì nó không có thấy được, nhưng khi quay vào trong cái điện thoại nè thì các bạn thấy nó nháy liên tục. Và nó rất là ô nhiễm môi trường nha, vì ở bên ngoài này là lớp thủy tinh nè, còn phía trong là có thủy ngân. Khi mà nó vỡ thì nó sẽ gây ra ô nhiễm môi trường và nó không có an toàn cho người sử dụng. Cho nên dần dần nhà sản xuất chuyển qua sản xuất ra đèn LED. Và thứ ba là những cái loại đèn LED các bạn nha. Đây là đèn LED nè. Cái loại bóng mét 2 thì cái đầu này nó có cái độ rộng hơn là cái điện huỳnh quang ha. Tại vì tất cả các bóng đèn nó nằm ở trong cái bóng này nè, nó không có sử dụng tắc te và chấn lưu, nó rất là gọn, chỉ cần một cái bóng thông như vậy.
chúng ta câu điện vào hai đầu thì nó đã phát sáng rồi. Và ưu điểm của nó thì nó rất là nhiều mẫu mã đa dạng, bóng thành bóng tròn nè, bóng này sử dụng cho đèn thờ và nhiều màu sắc khác nhau, mẫu mã khác nhau. Đây là cái sử dụng ốp tường, ốp lên trần nhà nó rất là đẹp, có loại vuông, loại tròn, có loại nổi, loại âm, rất là đa dạng về mẫu mã ha. Bóng đèn này còn gọi là bóng đèn diode phát quang, sử dụng công nghệ LED, loại đèn diode phát quang. Chúng phát sáng nhờ các chi bán dẫn. Ở trong này nó có cái chi bán dẫn nè. Khi các bạn sử dụng thì nên chọn cái loại bóng của chính hãng, sử dụng hàng chính hãng thì độ bền nó cao và ánh sáng nó rất là đủ chuẩn. Ví dụ như 30W thì nó đủ 30W. Còn các bạn mua cái loại trôi nổi trên thị trường không có phải hàng chính hãng thì cái độ sáng nó yếu hơn và độ bền nó cũng yếu hơn. Ưu điểm của những cái loại bóng đèn LED này thì độ sáng hoàn hảo, ánh sáng trắng ấm, có độ bền cao, hiệu suất phát sáng lớn. Nó có nhiều mẫu mã và nhiều cái dễ sử dụng cho nên thường ứng dụng trong ô tô và trang trí rất là đẹp. Và nó an toàn tuyệt đối với người sử dụng, tại vì nó chỉ sử dụng cái vỏ nhựa nè. Khi nó hư thì nó cũng không có gây ra ô nhiễm môi trường ha. Đây là bóng đèn LED áp trần nha. Các bạn quan sát thấy ánh sáng nó rất là đều, nhìn nó rất là thẩm mỹ. Ánh sáng nó không có bị chớp chớp đảo đảo giống như là bóng đèn tiếp Quỳnh Quang ha. Còn nhược điểm của cái loại bóng đèn này thì giá thành nó rất là đắt. Nếu như các bạn mua hàng chính hãng thì nó mắc tiền. Và khi sử dụng thì hiệu suất hoạt động phụ thuộc vào điều kiện môi trường hoạt động. Ví dụ như các bạn đặt ở ngoài mưa hoặc là môi trường ẩm ướt thì nó dễ hư. Cho nên bây giờ những người sản xuất và người tiêu dùng rất là chuộng những cái loại bóng đèn LED này. Hầu như nhà nào cũng chuyển qua sử dụng bóng đèn LED nhiều. Nó an toàn và nó tiết kiệm điện. Nó rất là an toàn tuyệt đối cho người sử dụng ha. Chứ không giống như là bóng Quỳnh Quang hoặc là bóng sợi đốt, khi nó bể thì nó rất là gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Còn cái này chỉ là nhựa thôi, cho nên nó an toàn tuyệt đối. Và cuối cùng loại thứ tư là bóng đèn halogen. Loại này thì phát sáng nhờ đốt nóng dây tóc wolfram để tạo ra ánh sáng. Ưu điểm của loại bóng đèn này thì rẻ tiền, phát ra ánh sáng tự nhiên liên tục, không ảnh hưởng đến mắt. Màu sắc của đèn halogen dịu, không gây chói khi làm việc. Chúng ta đọc sách, đọc báo thì nên sử dụng cái loại đèn bóng đèn halogen này, rất là tốt cho mắt. Còn nhược điểm của loại bóng đèn halogen này thì nó cũng giống như bóng sợi tóc, gây ra nhiệt cao, làm cho không khí môi trường khô nóng khó chịu. Ít người sử dụng cái loại bóng đèn này vì có nhiều nhược điểm, cho nên trên thị trường chúng ta rất là khó mua để thay thế. Nhược điểm của loại bóng đèn này nữa là nó rất là dễ hư, tốn điện vì nó chuyển thành nhiệt năng vô ích. Tùy theo nhu cầu sử dụng khác nhau, các bạn có thể lựa chọn các loại bóng đèn phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Video đến đây xin kết thúc. Các bạn có kinh nghiệm thì chia sẻ dưới phần bình luận để mọi người cùng biết với nha. Mời các bạn bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình với. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.